Vâng, kính thưa quý vị, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về Tử Vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, để giúp cho quý vị đốn lành, lánh giữ, có được một tháng nhiều may mắn vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị, quý vị có biết rằng may mắn hay là xui xẻo, giàu sang hay là nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mọi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điểm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế, có nhiều người biết được điều này họ đã nắm bắt được thời cơ giải hùng, hóa cát đã phát tài và trở nên giàu có nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất ngắn nhất là có khả năng trúng số độc đắc trúng thưởng sẽ rất cao và tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 được các nhà chiêm tinh học nhà tử vi học phương đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao sự chuyển biến của thiên can địa chi ngũ hành của bản mệnh tuổi mậu ngọ chỉ ra rằng trong tháng 2 âm lịch năm quý mão tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi mọ ngọ hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ dài hùng hóa cát chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh của mình đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý mời quý vị cùng theo dõi nhé Tử Vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, là tuổi con ngựa, tức là năm Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Tuổi Mậu Ngọ rất hợp vào, giờ lẻ, ngày chẵn, tháng lẻ. Xuất hành đi xa, hoặc khởi công mọi việc, vào ngày, giờ nói trên, sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho bản mệnh, tuổi mậu ngọ dù có gặp bất kỳ khó khăn nào cũng sẽ được quý nhân phù trợ, và giúp đỡ, đại cát đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Người tuổi Mậu Ngọ là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn đầy đủ, cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau khổ, buồn phiền. Tuy nhiên đôi lúc họ vấp phải sai lầm bởi sự chủ quan nóng nảy. Nếu khắc phục được điều này, Mậu Ngọ sẽ là những người sống thành đạt, có địa vị quyền lực trong xã hội. Càng trưởng thành, những người tuổi Mậu Ngọ càng hoàn thiện được bản thân và Mậu Ngọ sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc thành công ở độ tuổi 40 trở đi. Về mặt sự nghiệp, Bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, gặp cục diện tương phá cùng với thái tuế xuất hiện trong vận trình tháng mới. Cảnh báo, đây sẽ là một tháng nhiều vất vả, và gian nan với con giáp này. Lại thêm, trong tháng có nguyệt lệnh lâm tuyệt, điều này cũng sẽ gây nhiều trở ngại cho công việc, khó khăn hơn rất nhiều, khiến bạn trở tay không kịp, hung khí tăng mạnh, vận tiểu nhân trong tháng khá vượng, làm gì cũng có cảm giác khó thành, khi liên tục bị cản trở, muốn ổn định làm tốt việc của mình cũng không xong, tiến độ công việc trì trệ nhưng dường như những rắc rối đó lại xuất phát từ yếu tố con người mà nên các mối quan hệ của bạn cũng khó suôn sẻ như ý muốn nên hành sự hết sức thận trọng ăn nói giữ mồm giữ miệng tránh lo chuyện bao đồng kẻo vướng họa thị phi lợi bất cập hại tiểu nhân chẳng những giờ trò ném đá giấu tay đứng trong tối để rình dập thừa cơ hãm hại bạn mà còn gây dụ cho cạnh tranh gay gắt những vấn đề bất lợi xảy ra khiến bạn tuổi mậu ngọ không kịp trở tay không có sự chuẩn bị chỉ còn cách đương đầu trực diện cũng vì lý do đó, mà bản mệnh mất khá nhiều thời gian để xử lý, nhiệm vụ bị đình trệ, kém hiệu quả, sự tín nhiệm có thể giảm sút, cơ hội thăng tiến ngày càng thu hẹp. Tháng này, dù được thiên đức cắt tinh chiếu mệnh, nhưng năng lực chưa đủ để xua tan vận xui đeo bám. Vào thời điểm này, bạn phải tự thân nỗ lực mới mong có cơ hội chuyển mình, đừng dựa dẫm vào vận may hay bất cứ ai, nếu không muốn nhận lại chỉ toàn thất vọng. Trong tháng này, bạn cũng đừng vội vàng tham lam thực hiện các mục tiêu dài hạn, làm gì cũng phải cẩn trọng, chớ nôn nóng, cũng đừng quá tin tưởng ai đó mà dễ mang họa hoặc gây ra những thiệt hại trong công việc của mình. Về mặt tài vận, trái ngược với vận trình công việc về phương diện tài lộc trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão này của tuổi Mậu Ngọ lại có nhiều điểm sáng. Chính tài không có sự biến động do công việc đang gặp nhiều trục trặc, nhưng thứ tài liên tục mang tới cho bạn có nhiều may mắn và niềm vui bất ngờ thứ tài báo hiệu ngoài nguồn thu nhập chính bạn còn có thêm nguồn thu phụ chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán khoản thu nhập này cũng giúp bạn yên tâm phần nào khi đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày điềm báo tử vi còn nhắc nhở trong một tháng nhiều hung tinh thế này hiện tượng phá tài vẫn luôn tiềm ẩn cho nên bản mệnh tuổi mậu ngọ nên cẩn trọng trong đầu tư kinh doanh đặc biệt tránh xa các trò may rủi cờ bạc đỏ đen kẻo trắng tay theo cửu cung phi tinh tháng có lục bạch chủ tăng tiến tài lộc bay vào hướng chính nam, gặp cựu tử chủ may mắn hỉ khí tại đó, đây được coi là phương vị cát lợi, về tài vận của bạn trong tháng. Gia chủ tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978 có thể sử dụng các biểu tượng phong thủy. Như tiền ngũ đế, tỷ hưu hưu tài lộc đặt tại hướng nam của phòng khách, cửa hàng nơi làm việc, để kích hoạt các khí của hai cắt tinh này, thu hút tiền của dồi dào thịnh vượng, đồng thời xua bay hung vận. Về mặt tình cảm, từ vi tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, tuổi mậu ngọ 1978 nhận thấy, đường tình duyên của bản mệnh không quá sáng, thậm chí còn nhiều nguy cơ dạn nứt, do tương phá tác động. Đó có thể là những vết dạn nứt đã xuất hiện từ lâu, nhưng nay mới thực sự hiện diện rõ ràng, đôi lứa thường xuyên xảy ra tranh cãi, đấu khẩu, vì những chuyện không đáng nói. Điều này có thể do bức xúc dồn nén lâu ngày, nhưng không được giải quyết mà ra bản thân con giáp này cũng có xu hướng quan tâm tới công việc nhiều hơn là chuyện tình cảm vì vậy mà đôi bên có phần xa cách mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh với người đã có gia đình bạn có khá nhiều mối quan hệ phức tạp với người khác giới trong cả công việc lẫn cuộc sống nên rất dễ khiến gia đình lục đục bạn nên xem xét lại bản thân đồng thời giữ khoảng cách phù hợp để không gây nên những hiểu lầm người độc thân vẫn chưa thể tìm ra cách để cải thiện tâm trạng của mình có thể bạn đang đặt yêu cầu quá cao nên nhìn ai cũng thấy chưa hài lòng có người lại do mải mê phát triển sự nghiệp cá nhân nên chưa muốn bước chân vào một mối quan hệ gắn kết lâu dài bản thân bạn cũng không muốn bị ai đó ràng buộc vào lúc này thực tế tình yêu có sức mạnh diệu kỳ có thể đem đến nguồn động lực lớn lao mà bạn không ngờ tới đừng nhìn nhận về thứ tình cảm đẹp đẽ đó bằng cái nhìn quá tiêu cực có người ở bên cạnh để sẻ chia và quan tâm chăm sóc là những trải nghiệm hết sức tuyệt vời nên đừng nghĩ tình yêu đồng nghĩa với sự trói buộc thì bạn sẽ có được hạnh phúc đích thực cho mình nhé về mặt sức khỏe sức khỏe của tuổi mậu ngọ trong tháng này có dấu hiệu giảm sút do lo nghĩ mải mê với công việc nếu không sớm điều chỉnh giữa làm việc và nghỉ ngơi bạn có thể gặp nhiều tình trạng bất lợi do lao lực trong tháng cũng dễ gây họa huyết quang trong quá trình làm việc đi lại bạn nên đặc biệt chú ý ngoài ra khi thấy cơ thể có dấu hiệu là khó chịu cần lập tức đi khám sớm để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời tránh để lâu bệnh tình nguy kịch xem phi tinh tháng có nhị hắc chủ ốm đau bệnh tật bay vào trung cung ở vị trí chính giữa ngôi nhà căn phòng đây là vị trí tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn và gia đình bạn nên giữ cho vị trí này luôn sạch sẽ gọn gàng để giảm thiểu hung tính của nhị hắc để thành công người tuổi mậu ngọ cần rèn luyện những thói quen sau không ngại thất bại một trong những câu nói nổi tiếng của ông chủ facebook mark zuckerberg rủi ro lớn nhất chính là không dám đối mặt với rủi ro trong một thế giới không ngừng biến động lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám chấp nhận rủi ro bạn không thể tạo được những thành công vượt bậc nếu cứ sống trong vùng an toàn của chính mình để đạt được thành công bạn hãy không ngừng thử thách bản thân coi thất bại là những trải nghiệm để phát triển bản thân từ đó bạn sẽ phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân biết cách đặt niềm tin đúng chỗ bạn không thể thành công nếu không có những người bạn cộng sự đáng tin cậy bên cạnh điều này còn có ý nghĩa trong việc làm việc nhóm hay trong các công việc tập thể bạn nên khích lệ động viên và tôn trọng ý kiến của các thành viên tìm kiếm những điểm tốt ở họ để đặt niềm tin đúng chỗ đây cũng chính là động lực lớn nhất để các thành viên trong nhóm phát huy được thế mạnh của bản thân đóng góp hiệu quả nhất cho công việc chung suy nghĩ tích cực cuộc sống không bao giờ là một tấm thảm đầy hoa và êm ái mà lẫn trong đó là những chiếc gai nhọn có những lúc bạn không tránh khỏi những khó khăn thất bại cay đắng vào những thời điểm như vậy, hãy luôn biết cách nhìn nhận vào mặt tốt của vấn đề, nhận ra ưu điểm của chính mình và có niềm tin vào cuộc sống. Chỉ khi bạn có lòng tin ở bản thân mình thì mới có động lực để phấn đấu và nỗ lực. Chắc chắn thành công luôn ở phía trước bạn, hãy đi tìm chúng nếu bạn thực sự đam mê. Sáng tạo. Người thành công không bao giờ bước đi trên con đường đã được lập trình sẵn. Họ luôn tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ và khẳng định tài năng của chính mình bởi vậy nếu không có sự sáng tạo thì bạn sẽ mãi không có bước tiến mới những đột phá trên con đường đi đến thành công vì thế hãy luôn rèn luyện cho bản thân tư duy sáng tạo để phục vụ tốt nhất cho cuộc sống công việc của bạn và cho cả xã hội không bằng lòng với những điều đã đạt được đạt được thành công không phải là tất cả với những người này họ luôn muốn vươn tới những đỉnh cao mới những mục tiêu lớn lao hơn chính vì vậy nếu chỉ biết hài lòng với vị trí của mình bạn sẽ bỏ qua cơ hội làm cản trở việc học hỏi và phát triển của chính mình hãy phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực không ngừng học hỏi để tạo ra những thành công lớn hơn biết thừa nhận sai lầm người thành công không bao giờ ngụy biện hay đổ lỗi cho sai lầm của mình họ thừa nhận thất bại học hỏi từ những sai lầm và cố gắng khắc phục nó để không bao giờ mắc phải những điều tương tự điều này cũng cho thấy họ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân rút ra bài học cho sự thành công trong tương lai không ngừng học hỏi cuộc sống là một cuộc hành trình với những bài học thú vị Hãy không ngừng học hỏi từ sách vở, từ cuộc sống để tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Theo một nghiên cứu cho thấy 88% người giàu thành công nói rằng họ đọc 30 phút hoặc hơn mỗi ngày để trau dồi kiến thức hoặc các kỹ năng cho công việc, trong khi chỉ 2% người gặp thất bại làm điều đó. Vì vậy, liên tục học hỏi và cải thiện mình là cách để bạn trưởng thành và tự tin hơn. Quan tâm đến những người xung quanh. Những người thành công không bao giờ là người co cụm trong vỏ ốc của chính mình mà họ là người biết tạo dựng và duy trì các mối quan hệ xây dựng một mạng lưới mối quan hệ bền vững trở thành một trong những bí quyết nổi bật của người thành công nhờ đó họ gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm và học hỏi từ nhiều người cũng như giúp ích trong công việc của mình giữ lời hứa có thể nói giữ lời hứa là một trong những việc làm khó khăn nhất của con người chính vì vậy việc cố gắng giữ lời hứa tức là bạn đang giữ gìn danh dự của mình và tạo sự tin cậy nơi người khác điều này giúp bạn có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp nhất là với người thành công họ luôn coi chữ tín là tiêu chí hàng đầu và luôn nỗ lực hết mình để thực hiện điều đó biết cách lắng nghe lắng nghe tưởng chừng như điều rất đơn giản nhưng có không ít người bỏ lỡ thành công vì không chịu lắng nghe người khác hãy luôn nhớ rằng khi chúng ta lắng nghe và thấu hiểu người khác tức là việc bắt đầu một cuộc giao tiếp và gây dựng mối quan hệ điều này cũng thể hiện bạn tôn trọng người đối diện đây chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn thành công trong tương lai Thành công không phải là thứ hễ bạn cứ muốn là được mà đòi hỏi phải trải qua một quá trình nuôi dưỡng, rèn luyện những thói quen tốt. Hy vọng những bí quyết này có thể giúp bạn có được bài học quý báu khi muốn phấn đấu đứng trên đỉnh cao của thành công. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 minh đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất minh đường tử vi kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại